Ok, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Jibbo Tuấn Nguyễn bên mình nha anh em. Nay hai dăm Jibbo rất là đẹp luôn anh em. Hai biểu tượng của nước Mỹ nha. Rất là ý nghĩa. Hai biểu tượng rất là nổi tiếng cho anh em mà trên tay sở hữu chơi nha anh em. Rất là sang trọng ha. Hàng chính hãng Jibbo Mỹ nha anh em. Hợp đựng giấy tờ đầy đủ, mã vạch chính hãng, nhập khẩu đầy đủ luôn anh em. Hai em bữa nay anh em chơi hoặc làm quà biếu và tặng cho người thân bạn bè cũng rất là ok nha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh với bộ Tuấn Nguyễn màu đỏ luôn nha anh em. Nút đăng ký ngay dưới chân clip ha. Và yêu thích hai em với bộ bữa nay thì anh em cho mình xin một like nha. Còn ngày nay mình giới thiệu bên phải là em Jippo đồng nha anh em. Khắc khắc chìm mà biểu tượng của nước Mỹ đó là nữ thần tự do ha. Và cái logo Jippo được đặt ở phía trên nha anh em. Em Jippo nữ thần tự do này thì hãng đánh vân Guluche nổi 3D toàn bộ bề mặt, hai bề mặt em nó luôn. Rất là đẹp và sang trọng nha anh em, thể hiện công phu chế tác ha. Còn bên trái là em crom trắng khắc chìm lá quốc kỳ Mỹ nha nè. Biểu tượng cao quý của nước Mỹ luôn, đó là lá quốc kỳ Mỹ ha. Và cái logo Jippo được đặt ở dưới chân nha nè. Hai em nó rất là sang trọng ha. Hàng zin từ A tới Z, chưa hề đụng chạm gì nha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về, cứ alo trực tiếp mình nha anh em. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em. Đây là em hoa đồng ha, khắc chìm mà nữ thần tự do, logo Jippo phía trên nha anh em, mặt trước và sau y chang nhau ha. Toàn bộ bề mặt là vân Guluche nổi 3D nha anh em nói đấy bằng nha anh em. Hàng zin nha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Điều 100% chính hãng Jippo Mỹ nha nè. Với biểu tượng của nước Mỹ, nữ thần tự do ha, rất là sang trọng khi anh em trên tay nha nè. Và rất là ý nghĩa luôn ha nè. Có nhu cầu và xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì vô trang Facebook mình nha. Link mình để vô mô tả video clip luôn nha nè. Đây mình trên tay nhanh tay ha. Dòng Jippo đồng thì rất là nổi tiếng ha anh em, sang trọng và bóng bẩy khi anh em trên tay nha anh em, rất là nhạy lửa, lắc nhẹ ngón tay là châm thuốc thôi. Nữ thần tự do và logo Jippo nha anh em, dòng Jippo đồng ha. Còn đây là em crom trắng khắc chìm mà lá cờ Mỹ ha, hay còn gọi là lá quốc kỳ Mỹ nha anh em. Đơn giản nhưng mà nó toát lên sự sang trọng khi anh em trên tay nha. Ngay phía dưới chân là cái logo Jippo, hãng đặt rất là tinh tế phía dưới nha. Mặt sau trơn bóng anh em nó đấy lõm nha. Em nó hàng zin luôn nha anh em, mới về show tới anh em luôn. Zin từ A tới Z nha. Anh em cứ về chế xăng xin vô là dùng thôi. Làm quà biếu, quà tặng cũng rất là phù hợp nha anh em. Hàng full box, hợp đựng giấy tờ đầy đủ nha. Biểu tượng của nước Mỹ ha anh em, đó là lá quốc kỳ Mỹ ha. Về giá hai em nó thì anh em cứ nhấn vô tiêu đề clip nha, sẽ hiện đâu mô tả nha, có giá hai em nó cho anh em xem. Bên mình thì luôn luôn là giao toàn quốc luôn nha anh em. Anh em kết rước em nào thì cứ alo trực tiếp với mình, sẽ có hàng tới tận tay cho anh em sử dụng ha. Yêu mến anh em like clip nha anh em, và ấn nút đăng ký kênh ủng hộ luôn ha. Còn anh em nào có nhu cầu rước hai em Jippo bên ai thì cứ alo trực tiếp mình nha anh em. Hai biểu tượng rất là nổi tiếng của Mỹ nha anh em, mã vạch chính hãng đầy đủ luôn ha, thật kèm theo. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo nha anh em.
Chúc anh em luôn luôn vui vẻ ha. Nhiều may mắn và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống nha anh em. Tạm biệt anh em.